mà vô cương ơi, chắc là em chết mất. Em chỉ cầu xin Thượng Đế che chở cho anh. Ngũ Phụng Cơ, Ngũ Phụng Cơ đâu? Dạ, dạ có em. Dạ, em xin kính cẩn chào quan tổng đốc à. Ngũ Phụng Cơ, hãy mời Hoàng Thúy Nguyên ra đây cùng ta uống rượu. Dạ, xin tuân lệnh quan tổng đốc. Xin kính chào quan tổng đốc. Ai cho phép nhà ngươi vào đây? Thì ta đến chơi quan đông hồ, chỉ có một ai bén mảng tới. 10 nén bạc đã đưa tôi vào đây. Nhà ngươi hối lộ à? À, dạ không. Chút tiền trà nước cho mấy gã lính hầu thôi mà. Nhà ngươi xúc phạm danh dự của ta, một vị quan công minh nhất ở xứ này, với bao nhiêu năm tên tuổi nó gian lừng và khắp nơi nơi cúi đầu khâm phục, sự nghiệp tạo thành đều do nước mắt mồ hôi. Tại hạ biết đại quan là bậc thanh liêm chính trực, với nhà cửa giàu sang, với dinh cơ đồ sộ, đó là do sự tạo thành của một kẻ bề trên, chứ có gì đâu mà nhà ngươi lắm chuyện. Quan võ của tôi cũng không có gì quan trọng, chỉ cần vài trăm quan cũng đủ đầy hạnh phúc, cũng như quan tổng đốc hàng đông góp từng đêm. Và nhất định đêm nay ta bao trọn quán này, và ngươi có cần gì hãy đợi đến ngày mai. Tại hạ đến đây để báo một tin buồn, chỉ nội đêm này quan tổng đốc sẽ lâm nguy. Sao? Ta sẽ lâm nguy à? Phải, tướng cướp Hải Ân vừa có mặt ở Tô Châu. Nhà ngươi nói thật. Đây là một điều quan trọng, tại hạ không thể đùa giỡn với chiếc đầu của mình. Trại chủ Hải Ân, tướng cướp Hải Ân. Ơ, quân, bảo vệ ta, hãy coi chừng giặc cướp, đưa ta về âm phủ. Ê, không phải, đưa ta về biệt phủ. Ê, trời đất ơi, trời, tôi mệt quá, tôi sợ quá, trời, chắc là tôi chết mất. Thôi, hãy đưa mụ vào, đưa vào. Bây giờ đại quan có thể trở lại phủ được, chúng ta tìm cách chống ngăn tên tướng cướp. Nhà ngươi, chúng ta nghe. Tại hạ xin cố gắng. Đừng vội vã, chúng ta còn đủ thì giờ để tiếp tục cuộc vui. Chúng ta còn đủ thì giờ để uống thêm 5 bầu rượu nữa. Ông bạn. Ủa, ông bạn là ai mà ta cảm thấy quen quen ha? Mau quên thật, ta đã từng một lần hạnh ngộ mà. Ôi, ta không nhớ. Nhưng mà ta nhớ. Tên lạ mặt, người định đóng kịch gì trước mặt ta? Hẹn ngươi là bè lũ tên tướng cướp. Quân, trói cổ tên này. Hành động của ông đã kém xa hành động của một tên tướng cướp. Luật pháp sẽ không tha thứ cho bất cứ một ai. Luật pháp cũng không thể vo tròn bóp méo. Luật pháp cũng không thể nằm trong tay của kẻ vô nhân. Quân, bắt nó lại. Để cho tôi. Đừng yên, đưa tay chịu trói. Ông có thể cư xử tệ bạc với tôi sao? Ông có thể chà đạp lên cõi lòng của một kẻ đã dành cho ông nhiều cảm mến. Tôi không thể vì tình cảm riêng tư tha thứ cho những kẻ xúc phạm đến luật vua, luật nước. Vậy thì ông hãy ra lệnh đại ái tôi vào trong ngục tù tâm tôi, để tôi mang trọn niềm ước mơ xưa trong lứa tuổi ngu khờ. Tôi sẽ lòng tôi không bao giờ quan trách với những gì mà ông dành lại cho tôi. Nếu mai này mình không còn gặp lại nhau, ông có rủi ngựa về một phương trời nào đó, xin hãy dành lại vài giây phút tương ngộ cho lòng tôi vơi đi niềm anh tuổi âu sầu. Ông bạn ơi, ông bạn nói cái gì tôi không thể nào hiểu được. Giữa chúng ta chưa ràng buộc thâm giao mà. Người ta chỉ một lần gặp gỡ là trọn đời không thể quên. Ông bạn à, tôi với ông nếu có một lần nào gặp gỡ nhau đồng cảm tình quý mến, nhưng mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm ở trên đời.
cảm tình riêng tư xin xếp lại trong ký ức xa vời. Để một ngày nào bến quán sầu khuya khắc, mình sẽ tâm tình kể lại chuyện ngày xưa. Còn bây giờ mỗi người đều có một định phần riêng biệt, đừng buộc ràng nhau trong phiền toái ưu tư, chỉ làm dâng đi bao nhiêu niềm cảm mến mà mai đây khi nhắc lại chỉ thêm buồn. Tôi biết ông là con người đã tính cuộc đời bằng con số, biết rằng tôi đã đặt tình cảm lạc hướng sai chiều. Ồ, ông bạn lại càng làm cho tôi thêm khó hiểu nữa. Nè, sao ông trách tôi như là trách một tình nhân vậy ông bạn? Hả? Ông ơi, có lẽ tôi quá vụng về trong ngôn ngữ nên không nói được những gì mình ước mơ, không bày tỏ hết những gì mình tâm sự, nên chỉ còn lại những trách móc vô dư. Vậy tôi xin có đôi lời tạ lỗi cùng ông. Đừng lưu giữ, đừng trách hờn chi người ngoại cuộc, hãy để cho mùa xuân nằm yên trong giấc ngủ, hãy để cho tuổi thơ chung kính giữa quang mù. Rồi đấy, ông lại bình thản ra đi để tiếp nối những gì trong mộng tưởng, và bỏ sau lưng từng kỷ niệm, từng dấu chân đừng có nhiều lời, theo ta về ngục thất. Xin quan tổng đốc hãy tha thứ cho gã một phen. Không thể được. Tại hạ có thể chuộc tội gã. Bằng cách nào? 10 lượng vàng. Nhà ngươi định hối lộ? Không, tại hạ kính biếu đại quan. Nhà ngươi biếu vàng cho ta? Vâng, 10 lượng. Cho gã này được tự do? Vâng. Thời ít đó, nhưng thôi được, ta bận lo đối phó tức cướp hải ân, ta nhận đỡ. Kính bẩm quan tổng đốc. Điều gì? Phủ đường vừa báo động, tướng cướp Hải Ưng gửi giấy hẹn gặp quan tổng đốc trong đêm nay. Hãy cho quân sĩ bảo vệ ta về nội phủ. Bẩm vâng. Quân hãy chuẩn bị đưa quan tổng đốc về dinh phủ. Ông bạn, sao? Còn giận tôi không? Ghét. Ừ. Ông bạn hờn dỗi như là con gái vậy đó. Tôi không có đùa với ông đâu à. Thôi bỏ qua đi, mời ông bạn uống. Uống. Không. Uống. Không. Các cô ca nữ đều đẹp và dễ thương. Mặc kệ họ. Rượu nồng như hơi thở, nhan sắc ấm lòng người, ông bạn chẳng thích sao? Tôi không thích. Nè, ông bạn có người yêu chưa? Rồi. Người yêu của ông bạn chắc dễ thương lắm phải không? Giống như ông vậy. Hả? Giống tôi à? Tôi nói lộn. Không phải vậy đâu à nha. Anh này ông bạn à, tôi xin lỗi ông bạn nha. Ông bạn có được tỉnh không? Hơi bấn loạn. Thấy chưa? Vừa nhìn nét mặt là tôi biết ông bạn có nhiều bấn loạn rồi à. Thiệt vậy sao ông? Còn gì nữa? Sao mà lạ quá ha. Thoáng nhìn ông bạn thì thấy quen quen, nhưng mà khi nhìn kỹ lại thì thấy nó quen nhiều hơn nữa. Tôi đã nói với ông, mình đã gặp nhau rồi mà. Từ kiếp trước chắc à. Thôi, xin dạ biệt. Chu Kiếm Long. Hả? Tuần Vũ Đại Thần Chu Kiếm Long. Nhà ngươi là ai? Tại sao biết rõ tung tích của ta? Tôi chỉ là một người khách lạ. Vậy thì nhà ngươi phải chết để giữ kín sự bí mật của ta. Chết! Chu Kiếm Long, ông đã giết tôi rồi. Trời! Thủy cô nương! Tại sao Thủy lại cải dạng nam trang? Tại sao Thủy lại theo tôi như hình như bóng hả? Tại vì tôi đã trót yêu ông. Trời ơi! Thủy ơi! Tôi đã xuống gươm để đâm nát trái tim tôi ra từng manh nhỏ, cho máu tương tư cách dòng giữ lại cho tình yêu kia chất nặng khôi thương sâu. Tôi đã
giết em và giết chết mộng ban đầu. Lòng tôi cơ hồ như nát tan vụn vỡ, muốn chôn vùi luôn cả mắt hồn đau. Thủy ơi trời muốn bắt chúng ta khổ lì, nên ngửa chừng gian dở một tình yêu. Bao nhiêu đêm ao ước ở trong lòng, đành lên chính từ đây và mãi mãi. Chu đại nhân, Thủy không có gì để buồn đau và hối hận, chỉ mong cho đại nhân nhiệm vụ sớm chu toàn. Thủy ơi, tôi chỉ mong có thế, rồi tôi sẽ trở lại tìm em nơi quán cũ ngày xưa. Đại nhân ơi, bao nhiêu đó cũng quá đủ đầy cho một cô gái nhỏ. Giờ chút nữa đây phải liệm thanh tình yêu vào giấc ngủ muôn đời. Thủy xin mình nơi chấp nhận trong thương cảm tuyệt vời. Chỉ mong sao đại nhân chu toàn nhiệm vụ, sớm quay về với cung điện trường. Nghĩ gì cuộc đời mình quá bất hạnh, nửa đoạn đường đã gây đổ mộng tình si. Không kể cần được những gì thương mến, để sớm chia tình và nỗi nhớ niềm thương. Không, Thủy ơi, Thủy ở lại cùng tôi, đừng vội vã ra đi trong buồn thảm. Trễ rồi, đại nhân ơi, Thủy không còn gì để hầu hạ đại nhân được nữa. Vĩnh biệt người. Thủy, Thủy, Cầm Giang Thủy. Trời ơi, nàng đã bỏ ta trọn đời trọn kiếp. Nhan sắc này ta thương nhớ đến ngàn năm. Ta còn gì đâu niềm ước mơ hy vọng được trở về nơi quán cũ. Ôi áo mạo cân đai quy quyền bỗng lộc, chỉ còn là những ảo ảnh phù vân. Xin giúp mắt em lần cuối và tả từ một tình cảm tâm sâu. Thủy ơi, tôi sẽ trở lại Trường An, nhìn thành quách ngàn năm sầu trong lành. Và đêm đêm tôi sẽ mơ về quán nhỏ như sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, tôi sẽ cởi áo từ quan, tôi sẽ trở về đây bên quan nhỏ, bên mộ em. Em ngủ giấc ngủ ngàn năm.